Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và công tác xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ huyện Trà Cúng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tình hình triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa đông xuân, ngay từ đầu mùa khô năm nay, các đơn vị chức năng tỉnh Trà Vinh đã chủ động vận hành các cống đầu mối để ngăn mặn trữ ngọt. Và đến nay, tình hình nước mặn vẫn đang được kiểm soát tốt và nước trong nội đồng vẫn đảm bảo đủ cho việc bơm tát vào ruộng lúa. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 22 tháng 2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và công tác xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ huyện Trà Cúng. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022, lãnh đạo huyện ủy Trà Cúng cho biết, trong năm huyện đã thực hiện đạt và vượt 21 trên 22 chỉ tiêu. Một chỉ tiêu không đạt là số giường bệnh và bác sĩ trên vạn dân. Theo đó, huyện có tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt hơn 12.100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,6 triệu đồng. Trong năm, huyện đã giảm trên 2.200 hộ nghèo và đến nay toàn huyện còn trên 1.900 hộ nghèo, gần 2.900 hộ cận nghèo. Riêng trong tháng 1 năm 2023, toàn huyện đã xuống giống gần 12.700 ha lúa đông xuân, chú trọng công tác quản lý vận hành cống đầu mối, thường xuyên theo dõi và thông tin tình hình mặn cho nhân dân. Huyện có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt trên 107 tỷ đồng. Kết quả về công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 111 trên 115 ấp đạt chuẩn nông thôn mới, 12 trên 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đưa nhiều giải pháp thật cụ thể để tập trung dồn sức giúp Trà Cú xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn, Đảng bộ huyện cần tập trung tuyên truyền vận động giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Quá trình thực hiện các tiêu chí cần xây dựng kế hoạch cho từng công việc cụ thể, nhất là tập trung cho 3 xã hiện chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị toàn Đảng bộ huyện Trà Cú phải quyết tâm cao trong lãnh đạo và triển khai thực hiện phấn đấu trong 6 tháng đầu năm, tất cả các xã của huyện phải đạt chuẩn xã nông thôn mới. Theo đó, các sở ngành tỉnh cần quan tâm giúp đỡ để huyện thực hiện đạt từng tiêu chí cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, huyện còn những hạn chế nhất định. Kinh tế tuy có phục hồi nhưng còn chậm, thu nhập bình quân đầu người tuy có tăng nhưng còn thấp so với bình quân chung của cả tỉnh. Công tác kêu gọi thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện còn ít và tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm. Định hướng những công việc trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị Đảng bộ huyện cần quán triệt nhất quán xuyên suốt phương châm hành động của tỉnh ủy, đoàn kết kỷ cương hành động sáng tạo đột phá phát triển để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy trong năm 2023, mà trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Rà soát lại hết đi. Bây giờ xã nào còn tiêu chí nào mà nó yếu nhất là cái gì thì cũng phải tập trung vô cho cái xã đó để rồi cho nó đạt theo cái nội dung của cái tiêu chí mà mới này. Đấy. Phải rà soát lại thôi, phải ngồi lại ban chỉ đạo nông thôn mới huyện mới ngồi lại. Tập trung vô. Các cái xã bí thư chủ tịch phải tập trung vô. Bây giờ là bí thư chủ tịch xã rồi nhưng mà phân công thành viên ban chỉ đạo đó bây giờ đồng chí nào xã nào gì đó phải phân công cụ thể hết rồi, trách nhiệm rồi cuối năm cũng phải xem xét rồi xuống đó rồi anh là chỉ đạo anh góp ý rồi cho xã thành viên ban chỉ đạo nông thôn mới rồi. Phải đánh giá rồi anh tham gia cái này nó như thế nào, cái kiểm tra cái đôn đốc. Bây giờ anh được phân công xuống rồi, bây giờ anh kiểm tra, có bí thư, chủ tịch xã phải nâng cao vai trò trách nhiệm, nhưng mà các đồng chí được phân công phải kiểm tra, phải đôn đốc, phải thúc. Nếu mà kiểm tra đôn đốc tốt thì tôi nghĩ chắc cái hồ sơ thủ tục ba xã vừa rồi nó không có chậm tới mức đó đâu. Đấy. Cũng có cái nguyên nhân đó. Một cái việc nữa là phải chủ động phối hợp với các cái sở ngành. Bây giờ là vừa rồi thì coi các cái tiêu chí nó liên quan đến sở ngành thì cái gì nó vướng thì sở ngành nó giúp đỡ.
để sở ngành tỉnh vướng cái gì khó cái gì để ta có góp ý rút kinh nghiệm của các cái huyện khác để chỉ đạo chung rồi làm cho nó đạt yêu cầu để cho nó nhanh, tháo gỡ các cái vướng mắc, rồi cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái tuyên truyền trong nội bộ rồi trong nhân dân để rồi cho người ta thấy xây dựng cái nông thôn mới này là vì người dân. Rồi cảnh quan đường hoa xanh đẹp đồ này nọ chúng ta đi trồng qua ăn đợt thì được, nhưng mà người ta không có tưới, ai đâu mà đi tưới hoài mà nó xấu, phải chỉ có người dân người ta mới bảo quản, người ta mới tưới, người ta mới chăm thì nó mới tốt được. Đấy, cái này quan trọng lắm, các anh chị hết sức chú ý. Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện chú trọng đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó cần quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, trẻ, dân tộc và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Về lĩnh vực kinh tế, Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Ngoài cái kinh tế công nghiệp thì cố gắng là thu hút đầu tư những cái dự án trên địa bàn tỉnh, thì cái gì mà thuộc trách nhiệm của huyện thì cũng phải cố gắng thực hiện cho nó tốt, tạo điều kiện cho người ta nó hoạt động cho nó tốt. Dự án mới thì giải phóng mặt bằng rồi gì đó thì cũng phải hết sức tập trung. Đấy, mà trong đây thì cũng có một cái dự án mà trên địa bàn huyện cũng lớn là cái giải phóng cái đường dẫn cho cầu Đại Ngãi, thì tôi đề nghị là huyện cũng phải hết sức tập trung cái này việc này, chứ nếu không là chúng ta chậm thì trung ương khởi công nó cũng chậm thì người ta phê bình. Đấy, mình thì trên diễn đàn quốc hội, trên các cái diễn đàn mình yêu cầu là phải sớm làm cái này, mà đến lúc người ta cho làm mà mình lại làm chậm cái mặt bằng là do chúng ta, thì người ta phê bình ngược đó lại mình. Chỉ mà bây giờ tỉnh thì nói vậy chứ bây giờ phải xuống huyện, huyện hay xuống xã. Đấy, thì các đồng chí hết sức chú ý cái này. Xã thì nó cụ thể hộ rồi, nhưng mà huyện phải tập trung vô cái này, chứ nếu không là nó lựng bựng cái chỗ này nữa là trung ương người ta không khởi công được là cũng rất là khó. Còn nông nghiệp thì bây giờ cũng phải tiếp tục phát triển cái nông nghiệp. Thì cái nông nghiệp bây giờ là chúng ta làm thì vừa qua nó cũng đỡ rồi, tương đối rồi, năng suất sản lượng rồi thì nó cũng khá. Đấy, nhưng mà nó chỉ có một cái khó là cái đầu vào nó lớn, giá nó tăng thì nó ra nó hiệu quả nó không cao thôi, chứ còn năng suất sản lượng phải nói là năm qua là nó tốt lắm. Rồi là triển vọng năm nay thì nó cũng tốt. Rồi cái mía trước đây thì nó khó, nhưng mà năm nay cái vùng mía ở dưới thì năm nay dân cũng bắt đầu có lãi được chút ít, nhưng mà không biết được bao lâu thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì thấy nó cũng được, dân thì cũng đang tập trung vào sản xuất đó, thái vụ rồi đó, thì cũng phải xem xét hỗ trợ cho dân chỉ đạo cái việc này. Cái nữa là cái sản xuất lúa, bây giờ các đồng chí báo là nó vượt kế hoạch rồi này nọ thì cũng đáng mừng, nhưng mà sở dĩ năm nay mà tỉnh cũng không có phê phán gì cái này nhiều á, chứ nếu mà chưa có cái cống cái trạm bơm 3 tháng 2 á, mà vượt kế hoạch kiểu này á, là coi như là mất mùa như chơi. Trước đây những cái người họ ngổn cái diện tích mà xuống chậm là các đồng chí nhớ rồi đó, trắng đồng hết mà bạc bông hết, nó khô bạc bông hết những cái diện tích mình nó chậm á. Nhưng mà bây giờ vì có cái 3 tháng 2 này thì chúng ta cũng yên tâm, nếu mà thiếu thì chúng ta vẫn chữa được. Nhưng mà nó ngược lại vậy thì tăng diện tích mà nó kéo dài lưa thưa này thì nó cũng có một cái nhược. Cái nhược là bây giờ là chuột nó sinh sản, bị gì nó có lúa để nó ăn hoài thôi, nó ăn lúa đồng, lúa trổ rồi nó quay lại nó ăn lúa giống mới xạ này, nó sẽ phát triển rất là nhanh. Bây giờ cái này cũng phải tập trung diệt chuột lần sau, chứ không ấy là năng suất sản lượng cũng bị ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nó cũng có cái nhược của nó. Thì các đồng chí cũng phải hết sức chú ý cái việc này. Rồi chung quanh là cái sản xuất cái nông nghiệp sản phẩm sạch, rồi sản phẩm ô cốt, rồi cũng phải hết sức tập trung. Bây giờ tới đây tôi nói các đồng chí mình tập trung mình đi cái này cho nó nhanh lên, chứ nếu không đi nhanh là tới đây cái sản phẩm nông nghiệp là không có bán được. Mà nếu bán thì bán giá nó rất là thấp, rồi là không có lãi đâu. Mà mình tập trung vô cái này xây dựng cái thương hiệu sản phẩm, rồi tiến tới là giao coi như là thương mại điện tử. Bí thư tỉnh ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, dân tộc tôn giáo. Huyện cần quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống các loại dịch bệnh. Bên cạnh, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Trà Cú cần tập trung huy động các nguồn lực để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch như về du lịch văn hóa, bảo tồn các làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái cộng đồng.
Sáng nay ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị để nghe các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố. Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày dự thảo chương trình phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các đơn vị tổ chức trực thuộc. Nội dung lấy ý kiến bao gồm bố cục nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong phần nội dung tập trung lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm như quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, quy định về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cơ chế chính sách tài chính giá đất và chế độ quản lý sử dụng các loại đất. Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Tại hội nghị này, các sở ngành đoàn thể tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố trong tỉnh cũng đã báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi ở đơn vị địa phương mình theo kế hoạch được giao. Đến nay, các đơn vị địa phương đã và đang tổ chức nhiều hội nghị hội thảo để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo luật, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định và cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Cụ thể, đối với quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, nhiều ý kiến đề nghị cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Cụ thể, các tiêu chí thế nào là tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời cần làm rõ mục đích tiêu chí trường hợp thật cần thiết phải tiến hành thu hồi đất đối với quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao các sở ngành đoàn thể cùng các địa phương trong tỉnh đã triển khai khá tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo thời gian, hình thức và đối tượng lấy ý kiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm quyết liệt để việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi đạt yêu cầu. Trong này, các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đóng góp vào dự thảo luật, làm sao không bỏ sót thành phần nào và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và phải đảm bảo tiến độ, thời gian đúng quy định. Chiều hôm qua ngày 22 tháng 2, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh vừa đến giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thực hiện nghiêm nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả đúng tiến độ chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách đổi mới chương trình sách giáo khoa luôn bám sát thực tiễn. Các địa phương kịp thời đề ra giải pháp đổi mới chương trình sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, phù hợp từng cấp học. Bên cạnh đó, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp khoa học và đồng bộ, góp phần đảm bảo công tác triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Toàn tỉnh hiện có 431 cơ sở giáo dục, trong đó Sở Dục và Đào tạo quản lý 426 đơn vị, tỉnh có hơn 6.770 lớp với hơn 214.400 học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành có hơn 14.300 người. Tỉnh đã xóa hoàn toàn phòng học tạm vào cuối năm 2015. Ngành giáo dục đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi một ngày đối với lớp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tối thiểu đạt 31 tiết một tuần. Phát biểu tại đây, ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị ngành giáo dục tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan việc triển khai thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học, đặc biệt là tăng tính tương tác trong dạy học giữa thầy và trò. Song song đó, ngành cần đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai hiệu quả, đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học trên nền tảng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Ngày 23 tháng 2, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khối thi đua Khối 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023.
Khối thi đua khối 7 gồm các đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và Sở Công thương. Tại hội nghị, với vai trò là khối trưởng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm qua, các đơn vị thành viên ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc công tác tập trung dân chủ, công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò và trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Kết quả trong năm 2022, có một cơ quan trong khối không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 3 đảng viên bị kỷ luật ở mức khiển trách và cảnh cáo, chưa có trường hợp vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các thành viên trong khối đều ký giao ước thi đua năm 2022 và có 100% công chức viên chức, người lao động đăng ký các phong trào thi đua do khối phát động. Theo phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, khối thi đua khối 7 sẽ tiếp tục chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng giai đoạn, tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm. Dịp này, hội nghị đã tiến hành bàn giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh làm khối trưởng, Sở Tài nguyên và Môi trường làm khối phó, khối thi đua khối 7 năm 2023. Ngày 21 tháng 2, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy Trà Vinh. Tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã triển khai nội dung nghị quyết của tỉnh ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Trong đó nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện đạt 27 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh. Qua đó nhằm thực hiện đạt mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo điều hành, quản lý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt phương châm hành động, đoàn kết kỷ cương, hành động sáng tạo, đột phá phát triển, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nâng chất đô thị, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác đối ngoại và liên kết vùng. Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đề nghị các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa chỉ thị nghị quyết của cấp trên trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát với tình hình thực tế ở cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, xây dựng mô hình tiêu biểu nổi bật cách làm hay sáng tạo của cấp ủy, đảng ủy cơ sở. Kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy của các chi bộ còn thiếu và quan tâm tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Ngày 21 tháng 2, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đối với 5 đồng chí gồm Thượng tá Trần Thanh Hùng, Trưởng Công an thị xã Duyên Hải đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Duyên Hải, Thượng tá Trần Giang Đấu, Phó Trưởng Công an huyện Cầu Kè đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Thạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Thượng tá Đỗ Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tận tụy đối với công việc, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đồng chí được điều động bổ nhiệm khẩn trương bàn giao công việc để nhận ngay nhiệm vụ ở đơn vị mới, tham mưu giúp đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác năm 2023, tập trung xây dựng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị, tích cực nghiên cứu, tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác mới với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, góp phần phục vụ có hiệu quả các mặt công tác trong
trong công an tỉnh, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sáng nay ngày 23 tháng 2, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối ngoại với người nộp thuế quý 1 năm 2023 cho gần 300 đại biểu các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đối thoại với người nộp thuế được cơ quan thuế tổ chức hàng quý trong năm nhằm thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế và thực hiện theo chỉ đạo mới đây của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, bán lẻ, lấy ít qua đơn. Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 nhằm phổ biến đến giới người nộp thuế một số chính sách thuế mới về quyết định số 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư số 79 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và một số lưu ý về thủ tục hành chính thuế hóa đơn điện tử. Đồng thời tiếp nhận và giải đáp các ý kiến vướng mắc của các tổ chức doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách pháp luật thuế. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thiệu Cần vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức buổi trao tặng tiền hỗ trợ cho một em học sinh mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đại diện lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Cần cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ động viên em Lưu Thị Như Ý ở ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Thiệu Cần, là học sinh lớp 5 trường tiểu học Hiếu Tử A, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha lẫn mẹ do dịch bệnh COVID-19. Hiện em đang sống cùng với bà ngoại. Tuy số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các quỹ đảng, chính quyền và các cơ quan đoàn thể cùng chăm lo cho các em bị mồ côi, bất hạnh do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đây cũng là nguồn động viên giúp cho các em có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa đông xuân, ngay từ đầu mùa khô năm nay, các đơn vị chức năng tỉnh Trà Vinh đã chủ động vận hành các cống đầu mối để ngăn mặn trữ ngọt. Và đến hiện nay, tình hình nước mặn vẫn đang được kiểm soát tốt và nước trong nội đồng vẫn bảo đảm đủ cho việc bơm tát vào ruộng lúa. Trong những ngày qua, dù tình hình độ mặn đo được tại các cống đầu mối bắt đầu xuất hiện, nhưng tình hình nước mặn trong nội đồng vẫn đang được kiểm soát tốt do việc vận hành các cống đầu mối trên sông Cổ Chiên và sông Hậu đã được chủ động ngay từ đầu. Theo đó, các cán bộ chuyên môn được phân công trực 24/24 để tiến hành đo độ mặn và điều tiết nước ra vào hợp lý. Với việc chủ động trên, hiện nay mực nước trong nội đồng ở tất cả các cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo đủ để người dân bơm tát và có độ mặn rất thấp, đạt ngưỡng cho phép để cây lúa sinh trưởng tốt. Hiện nay tình hình được tạm ổn, vì hiện nay lúa cũng đã đến giờ là làm đồng. Đó, cho nên thì nông dân mình cũng được thường xuyên để ra đồng mỗi ngày, thì hiện nay thì cũng nước đã dự trữ thì thấy đảm bảo. Cái độ mặn nó như thế nào mình có biết được không chú? Thì qua độ mặn thì hiện nay thì qua cái xã huyện báo thì chưa có mặn, chưa có mặn xâm nhập. Nên bà con mình bơm tát như thế nào? Nên bà con mình cũng có bơm tát thì mỗi ngày cũng có những mấy cái dùng gò, còn cái dùng trũng thì nói chung thì nước hiện nay đang còn trong ruộng. Cái tình hình nước là trên địa bàn xã Lương Hòa A nói chung, nhưng mà Lạc Xê nói riêng vẫn là đầy đủ để mà phục vụ cho bà con sản xuất là không thiếu. Mà cái độ mặn thì nó cũng là không có đến đổi mà để người dân người ta lo ngại là để mà hư hại lúa thì chưa có đến mức mà nông dân là cho ta lo là không có, cũng là bình thường thôi. Ủa rồi tôi cũng là được 2 tháng rồi, cái này cũng là cũng trổ lác đác rồi, nhưng mà cái lượng nước bây giờ là vẫn là đủ là phục vụ cho cái cuối vụ là này. Là yên tâm không? Dạ, cái đó là mình là yên tâm rồi, đa số bà con là yên tâm vấn đề là nước rồi năm nay. Theo công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, cụ thể đến sáng ngày 22 tháng 2, độ mặn cao nhất đo được tại dàm Láng Thé trên sông Cổ Chiên là 2,9 phần ngàn, và dàm Đức Mỹ cách cửa biển 50 km là 0,67 phần ngàn, trên sông Hậu tại dàm Cầu Quan cách cửa biển 40 km là 5,53 phần ngàn, tại dàm Bông Bót là 0,1 phần ngàn. Còn diễn biến tình hình độ mặn đo được trong nội đồng trong cống Trà Cú ở huyện Trà Cú là 0,59 phần ngàn,
trạm bơm kênh 3 tháng 2 ở xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần là 0,28 phần ngàn, trong cống Tầm Phương, cống Đa Lộc ở huyện Châu Thành và trong cống Láng Thé, cống Cái Hớp ở huyện Càng Long đều có độ mặn rất thấp, có độ mặn cao nhất là 0,6 phần ngàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, để chủ động bảo vệ diện tích vụ lúa đông xuân năm nay, Sở đề nghị các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác quan trắc nguồn nước trên các kênh rạch chính, tại vị trí các cống đầu mối và trong nội đồng, tiến hành đóng triệt các cống đầu mối khi độ mặn lớn hơn 1 phần ngàn, đồng thời tranh thủ mở cửa lấy nước phòng chống khô hạn khi độ mặn dưới 1 phần ngàn. Đồng thời tổ chức vận hành hợp lý các cống đầu mối đến nội đồng theo hướng tích ngọt dần các cống ở vùng từ hạ nguồn dần lên phía thượng nguồn. Mặn đến đâu đóng cống ngăn mặn tích ngọt đến đó, đảm bảo mực nước ngọt đệm trong nội đồng và trữ nước ngọt để tưới tiêu phục vụ cho sản xuất hợp lý, tiết kiệm theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm, từng khu vực. Hiện nay thì vụ lúa đông xuân của trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì nguồn nước vẫn đảm bảo để phục vụ tốt cho sản xuất. Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn của sở thì hiện nay thì trên nhánh sông Cửu Chiên, tức là hai cái cửa cống đầu mối là cống Láng Thé, cống Cái Hớp, mặc dầu độ mặn xuống thấp nhưng mà vẫn đơn vị quản lý cống vẫn tiến hành đóng để đề phòng trường hợp hạn mặn xâm nhập sớm. Thì hai cái cửa cống ở trên địa bàn sông Hậu là cống Bốc và Tân Vinh thì độ mặn xuống thấp, thì đơn vị quản lý vận hành thì tổ chức mở cửa cống để cung cấp nước để phục vụ sản xuất. Nói về cái cao độ cột nước thì hiện nay thì cao độ cột nước tại các cửa cống đầu mối thì theo báo cáo thì cống Trà Cú thì cột nước duy trì 0.7 tới 0.8, cột nước tại trạm bơm kênh Bán Hai khoảng cột nước thì duy trì 0.9, cột nước tại cửa cống tại bên trong nội đồng cống Láng Thé thì từ 0.9 đến dương 1. Thì với cái tình hình cột nước như thế tại cửa cống đầu mối thì đảm bảo phục vụ tốt cho vụ sản xuất lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh Trà Vinh xuống giống lúa được trên 62.200 hectare, vượt trên 20% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn lúa mạ và đẻ nhánh hơn 30.000 hectare, giai đoạn đồng trổ trên 26.200 hectare và giai đoạn chính là gần 6.000 hectare. Với việc chủ động ngay từ đầu và với diễn biến độ mặn trên các cửa sông chính như hiện nay, thì diện tích lúa đông xuân năm nay sẽ được bảo vệ an toàn để người dân yên tâm chăm sóc và bơm tát vào ruộng lúa để sinh trưởng tốt. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 24 tháng 2 năm 2023. Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh đang xuống theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch, nhưng vẫn ở mức cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, ven biển. Trên sông Cửu Chiên tại Dầm Trà Vinh 190 cm, thấp hơn ngày hôm nay 9 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Khoang 190 cm, thấp hơn ngày hôm nay 8 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 14.5 phần ngàn, lớn hơn ngày hôm nay 0.9 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 11 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1.4 phần ngàn. Tại Cầu Quan 4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.8 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cửu Chiên tại Hương Mỹ 9 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1.1 phần ngàn. Trà Vinh 3.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1.2 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động nhẹ đến động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4, biển bình thường.